Xin chào mọi người nha, mình là Lê. Hiện tại thì Lê đã bong bóng được 30 tuần. Hồi lúc 16 tuần thì Lê đã có một cái clip hướng dẫn cho mọi người cách phòng đại màng mỡ trong non lành. Hôm nay Lê được 30 tuần thì Lê khoe cho mọi người thành tích của Lê sử dụng từ lúc 16 week đến nay. Đây. Không hề có một vết rạn nào cả, cũng không bị đỏ hay là bị thâm. Nói, mọi người thì hay bảo là khi cong bầu thì bị ngứa, bị rạn. Mà đây, phụ nữ hiện đại thì mọi người nên chủ động phòng rạn cho chính mình nhé. Đây, mọi người thấy không, bụng Lê không hề có một vết rạn nào cả, mà bụng Lê rất là to chứ không phải là bụng bé. Tại vì bây giờ mới đầu chớm vào 7 tuần và 7 tháng thôi. Đó. Nên má mẹ bầu hãy cố gắng sắm cho mình một lọ mỡ chanh để trong lòng nhà nhé. Vừa phòng rạn này, vừa phòng côn trùng đốt và nói chung là có rất là nhiều công dụng luôn, vừa dưỡng ẩm cho da mặt nữa. Đây, một loại chỉ có 130 ngàn mà sử dụng cả một thai kỳ, rất là tiết kiệm luôn nha. Mẹ nào mà muốn sử dụng mỡ chanh ăn lành thì cứ inbox trực tiếp cho Lê hoặc comment trên bài của Lê nhé. Chào tạm biệt mọi người nha.